xịt thuốc ở nhà, để phải dùng cái này để cái lọ này để xịt để thuốc, để xịt cây cây kia nó có mấy cái gì nhỉ, coi là cây con dẹp đi cả nhà. Thì hôm nay mang cái lọ này đi để xịt vào cây này. Tưới cho vậy ạ.
Xin chào cả nhà nhá. Thì hôm nay Thiên Hương đang đi, hôm nay đi làm vườn cả nhà. Hôm nay đi bón phân với để xịt thuốc cho cây, cái cây này gọi là cây gì đây này, đây là cái cây như cái cây quất thì cả nhà. Là nhiều cái dẹt quá nên hôm nay đi xịt thuốc và đi bón phân cho rau. Để tiếp như quay về đây. Đây đây cả nhà này. Cái cây này đây, vừa xịt thuốc cho nó này, còn nhiều cái con dẹt con thích là bán mà. Đấy. Cây này như bên mình gọi là cái cây quất này à, hương mùi nó thơm cây quất. Đây trồng hoa đây cả nhà đấy đấy, trồng được cây hoa nó đang nở hoa. Thế này vừa đây tiền bón phân các thứ rau dưới cho xong hết tôi phải đi về đây, cái con bướm đẹp quá. Đây là rau mùi tàu với các thứ đây trồng hết tôi rau đây. Đây này khu vườn này cả nhà, đây là khu vườn này của nhà nước về cả nhà đấy, đấy. Đây là mỗi họ chỉ cho mỗi nhà một đúng này thôi, cho mỗi nhà một đúng này thôi, nên là khi ai muốn trồng gì thì trồng. Đấy, cả một khu này hãy bốc thăm trúng thưởng thì ai trúng thì lại được dùng tiếp. Đấy, mỗi nhà một đúng. Thì độ này Covid nó không hay được vào vườn liên tục cho nên là thì vườn nó không được tốt như ngày trước, thì tốt lắm rồi nhà. Đây là nước, đây là nước có sẵn rồi. Đấy, đây là tưới. Thì mỗi nhà một đúng thôi. Thế. Đấy, trời nắng quá cả nhà, Thi Hương bây giờ đi về thôi, trời nắng quá. Thế bye bye cả nhà nhá. Thi Hương bây giờ đi về thôi.